Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng hết biện chứng, báo lề dân bị nhốt tù. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy cho biết, cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án với ba lãnh đạo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Đây là hình ảnh chụp văn bản trả lời luật sư Nguyễn Văn Miếng của cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đề ngày 16 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, thủ tục bào chữa của luật sư Nguyễn Văn Miếng đối với hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy hiện nay bị cản trở. Luật sư Miếng cho BBC tại London biết, ngay sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt vào hồi tháng 11 năm 2019 và ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 năm 2020, gia đình của các ông đã liên hệ với luật sư Miếng và đồng nghiệp Đặng Đình Mạnh để nhờ tham gia bảo vệ, bảo chữa cho các ông. Sau đó, luật sư Miếng và luật sư Mạnh đã tiến hành các thủ tục theo luật định để xúc tiến việc có thể tham gia bảo chữa cho hai ông Dũng và Thụy. Tuy nhiên, sau khi gửi văn bản để đăng ký bảo chữa, thì cơ quan an ninh điều tra khi đó gửi một văn bản nói rằng khi nào kết thúc điều tra thì mới cho hai vị luật sư tham gia. Bình thường, khi kết thúc điều tra, thì cơ quan đó phải gửi văn bản cho luật sư. Nhưng ngược lại, luật sư phải thường xuyên gửi văn bản yêu cầu được tham gia làm luật sư bào chữa. Luật sư Miếng đã phải gửi công văn, giấy tờ lặp đi lặp lại việc đăng ký làm luật sư bào chữa. Thì tới hôm 16 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra mới gửi một thông báo và nói rằng họ vừa kết thúc điều tra xong hôm 15 tháng 10 và họ đã chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng với kết luận điều tra. Nhưng thay vì việc gửi cho luật sư thông báo bảo chữa, thì cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu luật sư liên hệ với Viện Kiểm sát để được cấp thông báo bảo chữa. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng biểu tình yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Biển Đông. Luật sư Miếng nhận định cách làm của cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gây mất thời gian cho các luật sư, buộc luật sư phải làm lại hồ sơ để đăng ký, trong khi Viện Kiểm sát có cấp ngay thông báo bảo chữa cho luật sư hay không, đó lại là vấn đề khác. Luật sư Miếng giải thích như sau. Thông thường, sau 24 giờ nhận được hồ sơ và đề nghị của luật sư, thì họ sẽ thông báo việc cấp thông báo bảo chữa. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều lần cho thấy, chúng tôi nộp và thông báo đăng ký tại Viện Kiểm sát, thì họ bắt đầu đợi cho đến khi nào họ ra cáo trạng và khi đó họ sẽ chuyển qua tòa án. Khi chuyển hồ sơ qua tòa án như thế, người ta tới khi đó có thể mới cấp cho chúng tôi thông báo bảo chữa. Như vậy thì các luật sư mất đi rất nhiều thời gian để vào cuộc. Luật sư Miếng nhấn mạnh rằng do cơ quan an ninh điều tra của công an không cho luật sư được tham gia bảo vệ quyền lợi của các thân chủ của mình ngay từ khi họ bị bắt, nên tới nay luật sư không có bất cứ một thông tin nào về các thân chủ của mình và bản thân gia đình của hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy cũng không được thăm hoặc gặp họ. Luật sư Miếng cho biết hiện nay hai ông đều đang bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu là trụ sở của Cục An ninh Điều tra Công an TP.HCM. Vị luật sư lưu ý là tuy bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu nhưng hai ông lại thuộc sự quản lý của trại giam Chí Hòa. Trại giam này có hai cơ sở, một là tại trại giam Chí Hòa và thứ hai nữa là tại số 4 Phan Đăng Lưu. Cũng vì chưa có thông báo bảo chữa mà các luật sư chưa được phép nghiên cứu hồ sơ, công tác bảo vệ quyền lợi thân chủ của các luật sư bị ảnh hưởng rất nhiều. Dự đoán về thời gian vụ án được đưa ra xét xử, luật sư Miếng đưa ra mốc thời gian sớm nhất là cuối năm nay. Đây là hình ảnh buổi họp thường kỳ chi hội miền Bắc của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào tháng 9 năm 2016, trong đó có nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Ông lý giải như sau, thường thì một tháng nữa sau khi Viện Kiểm soát hoàn thành và chuyển cáo trạng qua tòa án, sau đó thêm tới 2 tháng nữa, nếu không sớm hơn và không có gì đặc biệt thì tòa án sẽ xét xử. Về tội danh của hai nhà hoạt động dân sự, luật sư Miếng nhận định như sau. Thông thường, các vụ án hình sự ở Việt Nam rất ít khi bị thay đổi tội danh. Người ta có thể thay đổi giữa khung này với khung khác, nhưng tội danh thì ít khi được thay đổi. Và hai ông Dũng và Thụy đã bị truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước và được quy định theo điều số 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Và khả năng cao là hai ông sẽ bị xét xử theo điều đó. Bà Nguyễn Thị Lân, vợ của Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đó là ông Nguyễn Tường Thụy, vào ngày 21 tháng 10 đã bày tỏ
quan điểm trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Vụ án về Hội Nhà báo Độc lập đã kết thúc điều tra, vậy là họ truy tố 3 người gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Không biết họ điều tra cái gì khi những người này không hề vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Tôi cực lực lên án nếu chính quyền kết tội họ. Để đòi được công lý cho những người nằm trong đó, có chồng tôi, anh Nguyễn Tường Thụy, tôi tha thiết yêu cầu mong sự lên tiếng của các cá nhân, tổ chức của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả lại tự do cho chồng tôi là Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng sinh năm 1966 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có sửa đổi và bổ sung năm 2017 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Nguyễn Tường Thụy biểu tình cùng nhà báo Phạm Đoan Trang, hai người cũng bị bắt trong năm nay. Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một hội dân sự không được nhà nước Việt Nam thừa nhận. Ông Phạm Chí Dũng có học vị tiến sĩ kinh tế, từng công tác tại Ban An ninh Nội chính thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt, ông Nguyễn Tường Thụy khi đó là Phó Chủ tịch Hội đã bày tỏ sự sửng sốt bởi ông đánh giá cao cách viết lách và sự cẩn trọng trong viết lách của ông Phạm Chí Dũng. Ông Thụy lý giải như sau. Thí dụ ông Dũng luôn tin tưởng những bài viết của mình không vi phạm pháp luật. Thứ hai, tôi được biết rằng ông rất thận trọng trước các bài viết thiếu căn cứ. Những ngôn từ xúc phạm và những bài viết ông ấy đều xét duyệt rất là kỹ. Và qua thực tế đọc được những bài viết của ông Dũng thì tôi nghĩ rằng ông Dũng không nằm trong chuyện là tuyên truyền chống nhà nước. Ông Thụy cũng cho rằng có thể có một thông điệp không tốt và nguy hiểm đằng sau vụ bắt giữ và khởi tố hình sự đối với nhà báo Phạm Chí Dũng. Cái thông điệp của họ là răn đe những người viết báo tự do khác. Thực tế chứng minh cách nhìn nhận về chính quyền cộng sản của nhà báo Nguyễn Tường Thụy là hoàn toàn có cơ sở khi sau đó nhà cầm quyền đã tiến hành bắt giữ hàng loạt các nhà báo, nhà hoạt động xã hội, trong đó có chính ông Nguyễn Tường Thụy. Đây là hình ảnh thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam Lê Tuấn bên phải chụp với nhà thơ Bùi Minh Quốc năm 2017. Hôm 21 tháng 5 năm 2020, nhà văn Phạm Chí Thành, tức là bút danh Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm Xòe, là tác giả cuốn sách chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gây xôn xao dư luận, đã bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Hai ngày sau đó, vào ngày 23 tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Tường Thụy cũng bị bắt tại Hà Nội và đã bị dẫn giải vào Sài Gòn. An ninh đã đọc lệnh khởi tố ông Thụy về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Ông Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1952, là cựu chiến binh ở Việt Nam, tuy đã ra khỏi Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam thêm một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập là Lê Hữu Minh Tuấn, tên thường gọi là Lê Tuấn. Theo nhà báo Đan Trang, người mới bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt tại Sài Gòn hôm 7 tháng 10 vừa qua, so với hai thành viên bị bắt trước đây là ông Phạm Chí Dũng sinh năm 1966 và ông Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1952, thì Lê Tuấn còn rất trẻ, mới ngoài 30 tuổi. Lê Tuấn đã tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành khoa học lịch sử và hiện đang học thêm bằng thứ hai tại Đại học Luật Hà Nội. Những tháng sau khi Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng bị bắt, Tuấn liên tục bị cơ quan an ninh mời, triệu tập, làm việc với ý đề rõ rệt là muốn mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều thành viên nữa của hội. Lê Tuấn ghi danh tham gia Hội Nhà báo Độc lập từ năm 2015, là một trí thức trẻ, anh nhận thấy những bất công trong xã hội còn từ rất sớm. Và lâu nay, anh vẫn thường xuyên theo dõi sát sao các vận động của tình hình chính trị trong nước cũng như phong trào dân chủ Việt Nam. Cùng với chuyên môn về lịch sử của mình, Tuấn vẫn ấp ủ mong mỏi một ngày nào đó sẽ viết một cuốn sách về lịch sử tiến trình dân chủ hóa đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đảng hết biện chứng, báo lẻ dân bị nhốt tù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn từ bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.